Nói về tác hại của ma túy, các y bác sĩ của Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hương Yên cho biết sử dụng ma túy, nhất là các dạng ma túy đá, khiến không ít người mắc chứng loạn thần, mất kiểm soát hành vi và gây nguy hiểm cho người xung quanh. Đáng nói, số lượng bệnh nhân có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Từ tháng 1 năm 2019 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 40 bệnh nhân bị loạn thần do ma túy đá. Tỷ lệ này có xu hướng ngày càng tăng, đa phần ở độ tuổi 20 đến 30, đặc biệt là có cả bệnh nhân nữ vào viện trong tình trạng tâm thần bị ảo giác kích động mạnh, không kiểm soát được hành vi, đã dẫn đến la hét, chửi mắng, sợ hãi tưởng tượng bị người khác đuổi giết. Trước thực tế này, các bác sĩ cho rằng cùng với biện pháp phòng ngừa, ngành chức năng cần có chính sách phù hợp sớm đưa các đối tượng nghiện ma túy, nhất là ma túy dạng đá đi cai nghiện. Khi người nghiện có dấu hiệu loạn thần phải đưa vào bệnh viện kịp thời và điều trị dứt điểm.